cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo kênh Telegram Crimean Win, dạng sáng ngày 12 tháng 6, hàng chục tiếng nổ do các cuộc tấn công tên lửa đã vang lên ở bán đảo Crimea. Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Ravozayev tuyên bố thành phố bị tấn công, không có ghi nhận về thiệt hại và thương vong. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Ukraine một lần nữa tấn công các hệ thống tên lửa phòng không do Nga triển khai ở Crimea vào đêm 11 dạng sáng ngày 12 tháng 6. Theo bộ này, một loạt tên lửa đã nhằm vào hệ thống phòng không S-300 của Nga gần Benbeck và hai hệ thống phòng không S-400 gần Benbeck và Sevastopol. Báo cáo ban đầu cho biết, hai radar của hệ thống S-300 và S-400 đã bị phá hủy. Thông tin về radar thứ ba đang được phân tích. Các vụ nổ đạn dược đã được ghi nhận ở cả ba khu vực, nơi đặt các hệ thống phòng không của Nga. Đây là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine nhằm vào hệ thống phòng không của Nga ở Crimea chỉ trong vòng 3 ngày. Trước đó, ngày 10 tháng 6, Ukraine được cho là đã tấn công một hệ thống tên lửa phòng không S-400 gần đến và hai hệ thống tên lửa phòng không S-300 khác gần Chonomoske và Yapatoria. Lực lượng Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Crimea, bao gồm cả các tuyến đường sắt, đường thủy các căn cứ không quân và hệ thống phòng không nhằm gây khó khăn cho Nga trong việc duy trì nguồn cung tiếp viện trên bán đảo này. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng Ukraine cho biết, cuộc tấn công vào phía eo biển Crimea đã sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất. Hiệu quả của chiến dịch nhằm vào Crimea đã cho thấy những gì Ukraine có thể đạt được nếu không còn phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Từ lâu, Crimea đã là khu vực có tầm quan trọng về mặt quân sự đối với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi Crimea là tàu sân bay không thể chìm nơi đặt các trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và hạm đội biển đen phục vụ chiến dịch của Nga ở miền Nam Ukraina cũng như các đứt tuyến huyết mạch xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraina. Sau khi xâm nhập Crimea năm 2014, Nga đã đầu tư số tiền khổng lồ vào các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraina nhằm vào Crimea là giai đoạn mới nhất trong chiến dịch phức tạp của Kiev nhằm bóp nghẹt bán đảo này. Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu và cố vấn cấp cao về hậu cần của NATO cho hay, Kiev đang tìm cách biến Crimea thành nơi không thể triển khai đối với lực lượng Nga. Chiến lược gia người Anh Lawrence Friedman cho rằng, Crimea đang trở thành điểm yếu của Nga. Ở bán đảo này, Nga có quá nhiều thứ cần phải bảo vệ, và đây cũng là nơi tốt nhất để Ukraine gây áp lực thực sự với Moscow nhằm đạt được những nhượng bộ trong tương lai. Cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào ngành điện Ukraine trong mùa xuân hiện đã phá hủy khoảng một nửa khả năng tạo ra điện của quốc gia này, dáng đòn mạnh vào tinh thần chiến đấu cũng như ngành sản xuất công nghiệp của Kiev. Điều tồi tệ hơn là Ukraine có rất ít triển vọng về một giải pháp nhanh chóng khắc phục tình hình trước khi bước vào mùa đông thứ ba của cuộc xung đột. Kể từ đầu năm nay, Nga đặt mục tiêu hoàn thành công việc mà họ chưa thể hoàn thành đầu năm 2023, đó là phá hủy ngành năng lượng của Ukraine. Bắt đầu từ tháng 3, Nga đặc biệt nhắm vào các nhà máy điện lớn nhất của Ukraine trong 6 đợt tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái, xóa sổ khoảng 9 gigawatt sản lượng điện, tương đương một nửa tổng sản lượng điện của cả nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một hội nghị tái thiết ở Berlin cách đây ít hôm rằng các cuộc tấn công của Nga đã xóa sổ 80% các nhà máy điện chạy bằng than và khí đốt lớn của Ukraine, cũng như một phần ba cơ sở thủy điện của nước này. Chuyên gia Ukraine tại Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông ở Warsaw Slavomir Matusjak cho biết, sự khác biệt là trước đây họ chủ yếu nhắm vào các đường dây truyền tải và trạm biến áp. Còn bây giờ, họ đang phá hủy các nhà máy phát điện. Các cuộc tấn công trước đây tương đối dễ phục hồi sau vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng bây giờ phải cần một đến 2 năm để xây dựng lại. Xong không có gì đảm bảo bởi vì chúng có thể dễ dàng bị tấn công lại. Đối với các nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công mới của Nga đặt ra mối đe dọa với khả năng vốn đã bị kéo căng của nước này trước các cuộc ném bom không ngừng của Moscow sự gián đoạn về kinh tế xã hội cũng như việc huy động lực lượng. Giữa bối cảnh đó, nghị sĩ Ukraine Kira Rudik đã kêu gọi phương Tây hỗ trợ cho nước này tiêm kích F-16 và Mirage. Việc Nga tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine cũng tạo ra sự cấp bách mới cho câu hỏi làm thế nào và khi nào tận dụng tài sản bị đóng băng của Moscow để hỗ trợ Ukraine. Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang thực hiện kế hoạch biến số tiền thu được từ khoản tiền mặt bị phong tỏa của Nga thành một khoản vay lớn cho Ukraine một số nước phương Tây đang chú ý lời kêu gọi của Ukraine về việc tăng cường phòng không. Điều có thể giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Đức hiện đang cân nhắc điều động tổ hợp phòng không Patriot thứ tư, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các đồng minh hành động nhiều hơn nữa. Italia đang chuẩn bị gửi thêm hệ thống phòng không của mình, trong khi Tây Ban Nha cũng đang cung cấp thêm vũ khí phòng không. Cuối tuần trước, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa thêm tên lửa phòng không và gói viện trợ mới nhất cho Ukraine. Tăng cường phòng không là điều kiện cần nhưng chưa đủ để bắt đầu xây dựng lại ngành điện đang bị tàn phá của Ukraine. Ngay cả tại những nhà máy lớn có lá chắn phòng không như trạm phát điện chypila quan trọng ở Kiev, lực lượng Ukraine đã cạn kiệt đạn dược do cuộc tấn công lớn của Nga vào tháng 4 và nhà máy này đã bị phá hủy. Tuy nhiên, dù có hệ thống phòng không tốt hơn, các chuyên gia năng lượng vẫn đặt câu hỏi về khả năng sản xuất điện từ 2-3 gigawatt trước mùa đông. Một giải pháp ngắn hạn nhưng tốn kém là dựa vào nhập khẩu điện nhiều hơn từ châu Âu ngay trước khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào năm nay, Ukraine thực tế đã xuất khẩu lượng điện dư thừa sang châu Âu, nhưng điều đó đã sớm bị đảo ngược. Hiện nay, Ukraine có thể nhập khẩu khoảng 1,7 GW điện từ châu Âu, và trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có thể phải nhập hơn 2 gigawatt điện. Vấn đề là điện nhập khẩu đắt hơn điện được trợ cấp mà Ukraine sản xuất trong nước, làm trầm trọng thêm tình hình tài chính vốn đã căng thẳng của quốc gia này. Giải pháp khác là xây dựng thêm nhiều nhà máy điện nhỏ, phi tập trung, bao gồm các tua bin chạy bằng khí đốt nhỏ và các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Nhu cầu sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn đã thực sự gia tăng trong thời kỳ xung đột và đặc biệt là sau cuộc tấn công dữ dội của Nga vào mùa xuân năm nay khi Ukraine tìm kiếm các nguồn phát điện mới. Một quan chức phủ Tổng thống Pháp tiết lộ về hãng tin AFP rằng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đạt được thỏa thuận về việc sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa của Nga để cung cấp cho Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay Hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào ngày 13 tháng 6 tại Italia. Nhưng trước thêm hội nghị, một quan chức phủ Tổng thống Pháp cho biết chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 11 tháng 6, từ Nikki Asia đưa tin có thông tin cho rằng G7 sẽ thành lập một quỹ để hỗ trợ Ukraine bằng cách sử dụng lợi nhuận tạo ra từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Theo Nikki Asia, quỹ này sẽ được thành lập dưới sự quản lý của một tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới WB, với sự đóng góp dưới hình thức các khoản vay thuộc khuôn khổ thúc đẩy các khoản thu bất thường ERA. Hiện nay, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga, nhưng họ chỉ có thể tiếp cận nguồn thu nhập do các tài sản này tạo ra, khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bằng cách thành lập một quỹ cho phép các khoản vay được hoàn trả bằng nguồn thu nhập này, các quốc gia phương Tây có thể hỗ trợ ngay lập tức cho Ukraine nhiều hơn số tiền nêu trên. Quan chức Pháp được AFP dẫn lời cảnh báo rằng, nếu vì lý do này hay lý do khác, nếu tài sản của Nga không bị phong tỏa, hoặc số tiền thu được từ tài sản của Nga không đủ để tài trợ cho khoản vay, thì chúng tôi sẽ phải xem xét cách chia sẻ gánh nặng của khoản vay. Theo tờ The Kiev Post, Mỹ đề xuất tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga theo đạo luật rpo dành cho người Ukraine được thông qua gần đây. Nhưng Liên minh châu Âu-EU lại do dự hơn vì lo ngại những cạm bẫy về mặt pháp lý và tài chính của việc tịch thu. Thay vào đó, Brussels tìm cách sử dụng lợi nhuận tạo ra từ tài sản bị phong tỏa và chuyển chúng đến Kiev. Hiện nay, Hai phần ba số tài sản của Nga bị phong tỏa nằm ở các quốc gia EU, phần lớn trong đó do cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ nắm giữ. EU đã thiết lập một khuôn khổ để gửi thu nhập đầu tư từ những tài sản này đến Ukraine. Ngày 7 tháng 11 năm 2013, Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự thảo luật có tên là Đạo luật REPO dành cho người Ukraine, cho phép Tổng thống Mỹ tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ, ngoại trừ tài sản ngoại giao. Theo dự luật này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ có thể sử dụng số tiền này để tài trợ cho các nỗ lực tái thiết và viện trợ nhân đạo của Ukraine. Dự luật được 40 thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông qua, xem việc tịch thu tài sản là một biện pháp thực thi nghĩa vụ của Moscow trong việc bồi thường thiệt hại mà Kiev phải gánh chịu do cuộc xung đột với Nga. Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 cũng đã ký xác lệnh về các biện pháp đáp trả nếu Mỹ tịch thu tài sản của Nga. Xác lệnh do Điện Kremlin công bố phát thảo một cơ chế trong tương lai cho phép mọi thiệt hại do Mỹ gây ra sẽ được bù đắp bằng chính tài sản thuộc sở hữu của mỹ hoặc các tổ chức liên quan theo xác lệnh một thực thể nga có thể yêu cầu tòa án nga xác định xem tài sản của họ có bị phía mỹ tịch thu một cách vô lý hay không và yêu cầu bồi thường chính phủ nga và ngân hàng trung ương sẽ được trao quyền yêu cầu bồi thường những tổn thất đó thông qua tòa án nga sau đó tòa án sẽ ra lệnh bồi thường bằng các tài sản của mỹ ở nga một ủy ban chính phủ sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách những người có thể trở thành đối tượng bị tịch thu tài sản để bồi thường cho các thực thể của nga các tài sản này có thể bao gồm chứng khoán, cổ phần trong công ty Nga, bất động sản, động sản và quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Mỹ. Những người có thể bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh này gồm có công dân Mỹ hoặc những người cư trú tại Mỹ, người thực hiện hầu hết hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra phần lớn lợi nhuận của họ ở đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 6 đã lên đường sang Italia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Phát biểu với báo giới cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden sẽ ký một thỏa thuận an ninh mới với Ukraine nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Theo ông Sullivan, 15 quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh này nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực gian đe phòng thủ. Thỏa thuận này sẽ bao gồm cam kết phối hợp với Quốc hội Mỹ trong vấn đề cung cấp tài chính cho Ukraine, nhưng không cam kết triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine. Nhà Trắng trước đó thông báo Tổng thống Biden sẽ tiếp tục có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Theo một quan chức Mỹ, dù Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương mới, nhưng vị Tổng thống Mỹ trong tương lai vẫn có thể xóa bỏ thỏa thuận này. Trong khi đó, khả năng ông Donald Trump, đối thủ chính của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tái đắc cử là rất cao. Hiện ông Trump chưa nói rõ liệu ông có tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không. Nhưng ông cho biết sẽ khuyến khích Nga tấn công các nước thành viên NATO không đóng góp đủ cho chi tiêu quốc phòng. Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán về thỏa thuận song phương mới giữa Mỹ và Ukraine đã bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, nhưng Washington đã không thể hoàn tất đàm phán trong khi chờ quốc hội thông qua khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ngay khi khoản viện trợ được thông qua, quá trình đàm phán đã được đẩy nhanh. Tuy nhiên, thỏa thuận mới sẽ không bao gồm bất kỳ cam kết nào về việc sử dụng các lực lượng của Mỹ để bảo vệ Ukraine. Thỏa thuận này cũng sẽ phát thảo tầm nhìn về cách Mỹ và các đồng minh hợp tác với Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn chặn các hành động tấn công từ Nga trong tương lai. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng vẫn đang chờ Ấn Độ chính thức xác nhận. Các nhà lãnh đạo G7 đến dự hội nghị lần này sẽ tìm kiếm giải pháp cho nhiều vấn đề cấp bách nhất của thế giới trong khi họ đang phải xử lý rất nhiều vấn đề trong nước. Các cuộc thăm dò cho thấy Thủ tướng Anh Rishi Sunak có thể sẽ mất quyền lực trong cuộc bầu cử quốc gia vào tháng tới, trong khi lãnh đạo Pháp và Đức đang quay cuồng với thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử châu Âu vừa qua. Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italia diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 6 và dự kiến sẽ thảo luận các chủ đề bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, mất cân bằng thương mại với Trung Quốc, các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo và các thách thức phát triển ở châu Phi. Lãnh đạo các nước G7 cũng dự kiến sẽ công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt mới nhắm tới các thực thể và mạng lưới hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.